Hồi Phật tập tí thì đi làm thì em là sếp, ra nhà bạn là sếp. À, em buồn quá à. Thế em nói mà em buồn quá à. Cái sếp này dữ không? Ở nhà sếp này có dữ không? Dạ không, sếp mặt thấy thấy mặt trẻ trung xì tin nè. Hôm nay tới một ngày đẹp trời là Tết, dẫn đi về. Nhưng mà lúc đó còn quá nhiều người. Có gì chào dừng còn quá nhiều người đó thì em không biết nói gì. Nhưng em nói là mai em muốn làm gì? Không biết. Tùy anh. Em nói là vậy đi mua nhận không? Gì vậy? Thì mình đi mua nhận đi, mình làm đi. Xong nó vi gọi bắt đầu là hết trong điện thoại. Vi rất là vui, rất là mừng. Chào anh Quốc Tịnh. Em chào chị Hồng Vân. Trời ơi. Chào em. Trời ơi, giỏi quá. Anh là người nước nào? Dạ em là người Anh. Anh. Em là người Anh hả? Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Adam. Em 33 tuổi. Em là người Anh. Em hiện tại là giám đốc học phụ và là giám đốc đào tạo hệ thống của một trung tâm Anh ngữ. À, trung tâm Anh ngữ. Một trung tâm Anh ngữ. Adam đã đến Việt Nam và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Khoảng 9 năm rồi. Rồi, mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Vi. Em năm nay là 29 tuổi. Em hiện tại là em là nhân viên của ảnh. Em là nhân viên tư vấn tại trung tâm tiếng Anh luôn. Dạ. Yeah. Thì nó hơi phật tập tí thì đi làm thì em là sếp, ra nhà bạn là sếp. À. Em buồn quá. Thế em nói mà em buồn quá. Cái sếp này dữ không? Ở nhà sếp này có dữ không? Dạ không, sếp mà thấy mặt trẻ trung xì tin. Chắc có lẽ là đi làm ở trong một cái trung tâm như vậy, rồi gặp nhau rồi từ từ tìm hiểu nhau và quen nhau và cưới nhau đúng không? Thiệt ra tụi em đã quen trước khi tụi em làm ở trung tâm. Tụi em gặp nhau ở một buổi tiệc. Lúc đó thì là bạn của ảnh với lại một số học sinh cũ của ảnh. Tại lúc đó anh cũng là giáo viên tiếng Anh. Thì em là bạn của học sinh của ảnh, nên là mình đi chơi chung trong mấy bữa tiệc đó cũng được mấy lần. Thì mình cũng gặp nhau nhiều lần đó, cho nên là lúc đó mình mới lấy số điện thoại với lại là Yahoo. Nhưng mà lúc đó là ảnh đã biết tiếng Việt chưa? Dạ lúc đó anh biết chút xíu. Còn em thì là tiếng Anh giỏi chưa? Dạ chưa. Thì lúc đó là em thì con anh nói tiếng Việt, nhưng mà lúc đó là tiếng Việt còn không được tốt. Thì bạn này cứ chọc là anh đừng có học thêm nữa. Hiện tại là anh nói tiếng Việt rất là dễ thương. Lúc đó là cứ nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Nhưng mà bạn này không có dạy nha. Không có dạy hả? Không có dạy em đâu. Nhưng mà Adam có dạy cho cổ tiếng Anh không? Đó. Dạ không. Không luôn, không ai dạy cho anh hết. Đến bao lâu thì bạn mới chính thức yêu nhau? Hình như là 4 tháng, 4 tháng nói chuyện với nhau, đi chơi, rồi mới chính thức quen. Ai chủ động quen với ai? Cái này hơi khó nói. Tại vì anh đi làm hội thảo, mà lần đó là anh mới bắt đầu đi làm hội thảo. Cho nên là lúc đó em mới nói là good luck. Xong rồi em nói là love you. Thì sau đó ảnh mới vui quá. Rồi thì là em nhắn tin thôi chứ em không có nói. Thì sau đó khi mà gặp nhau thì ảnh mới nói miệng. Cho nên là có thể là ảnh là nói trước nhưng mà em là nhắn tin trước. Còn sau đó là bên anh là việc là phụ huynh của mình biết là bộ của mình là việc rất là bình thường. Cho nên em qua hỏi em, mẹ của em có biết là anh không? Vì anh nói có đừng đó. Xong rồi em nói là ok, vậy khi nào em sẽ dẫn anh về, khi nào giới thiệu với phụ huynh. Lúc đó là em không có hiểu rõ là ở Việt Nam mình gặp ba má của bồ mình nó là như thế nào, nó nghiêm túc như thế nào. Lúc đó em nghĩ đó là việc bình thường mà. Họ quay họ biết mình, họ biết mặt mình để biết là con của họ đang quen với ai. Cho nên em cứ đòi ok, khi nào dẫn về. Xong rồi tới một ngày đẹp trời là Tết, dẫn đi về. Nhưng mà lúc đó còn quá nhiều người. Có gì cầu dừng còn quá nhiều người đó thì em không biết nói gì. Em ngồi đối diện cậu hai. Cậu hai cứ tự nhiên nhìn em hỏi hai bạn có kế hoạch gì chưa? Khi nào cưới? Em thì dạ con không biết. Còn bây giờ con nói một con số thì nó cũng vô nghĩa thôi. Tại vì con không biết. Lúc đó cậu tiếp bao nhiêu năm? 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Nói bao nhiêu năm cũng được. Em thì thôi anh nói mẹ, dạ em không biết nữa. Thì em nghĩ là nếu em nói ra một con số nào đó, lỡ là 2 năm sau là vẫn chưa có sẵn sàng và ép đi cưới thì sao? Lúc đó em cứ tiếp tục nói là dạ em không biết, con không biết. Lúc đó vì có trấn an ảnh không? Dạ lúc đó em cũng có nói nhỏ. Em nói là thôi anh nói đại con số nào đi, để cậu hai yên tâm, cậu hai đừng hỏi nữa. Nhưng mà ảnh nhất định ảnh không nói. Đến bao lâu thì Adam mới quyết định là cầu hôn cô này? Khoảng sau khoảng 4 năm rưỡi. Đối với em đó là cái sự quyết định rất là lớn. Thì em quyết định cưới một người Việt. Thì có nghĩa là
một em ở đây lên hoặc hai phải dắt người đời về nấp nước ăn. Và nếu cái đó thì cũng phải nghĩ đến cái gia đình của hai bên. Cho nên là sau 4 năm rưỡi thì em quyết định ok, thì mình sẵn sàng, mình sẽ làm. Và cái cách em làm thì hơi, vì cứ kêu em vô duyên, em thấy bình thường không vô duyên đâu. Thì có một ngày đó nào đó là đang chat trên Viber. Tự nhiên em nói là mai em muốn làm gì? Không biết, tùy anh. Em nói là vậy đi mua nhẫn không? Gì vậy? Thì mình đi mua nhẫn đi, mình làm đi. Xong rồi lúc Vi gọi, bắt đầu là hết trong điện thoại. Vi rất là vui, rất là mừng. Không phải. Có. Em gọi, em nói là thiệt không? Em không có la hét, không có nhảy nhót gì đâu nha. Em chỉ gọi em nói là thiệt không. Trong suốt quá trình mà yêu Vi, em có say nắng một người nào khác không? Em có hiểu chữ say nắng không? Say có, nắng? Có. Em có say nắng một người nào khác ngoài Vi không? Dạ không. Không luôn hả? Chắc con Vi bị ăn hỏi Vi. Really? Phải chia sẻ thật lòng nha. Theo em thấy thì say nắng thì không có. Nhưng mà có bị người ta dụ đi chơi thì có. Bằng cách nào đó mà em quên rồi, em có được bát Yahoo của ảnh. Nên là em vô trong đó em xem. Thì em thấy có một bạn gái rất là dễ thương, dụ ảnh đi chơi, rủ anh đi chơi. Thì rủ anh đi chơi là: anh ơi, bữa nào mình đi cà phê đi, anh có sợ chị Vi biết không? Xong em coi được, em nói: ủa, nếu mà mình bạn bè bình thường thì tại sao sợ chị Vi biết? Thì lúc đó em mới nói là: bây giờ anh xóa liền đi, anh xóa liền cái người này đi, xong rồi không có đi chơi gì nữa hết. Nên là lúc đó anh cũng xóa, anh cũng không nói chuyện. Xong rồi thời gian sau em phát hiện là add Facebook lại. Thấy vậy? Bạn đó ở đâu? Bạn đó là người Việt Nam. Dạ, công ty cũ. Nhưng mà cái lúc mà em và Adam quen nhau thì ở trung tâm cũ có biết không? Ban đầu thì em dặn Adam là đừng nói, nhưng mà Adam lỡ nói cho người mà nhiều chuyện nhất trung tâm, cho nên sau đó cả trung tâm biết. Và vui mà, đúng không? Dạ. Đâu có vấn đề gì, tại vì là hai bạn có quyền đến với nhau chứ, đâu có liên quan gì tới ai. Đúng không? Sau đó là 4 năm rưỡi là bắt đầu quyết định cưới nhau luôn. Dạ. Bây giờ là bạn có con chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa có. Có con chó thôi. Có một con chó thôi. Con chó đó là nuôi trước khi đám cưới hay là? Dạ không sao, thì tụi em chơi hơi bị ngu một chút xíu. Trước giờ là tụi em chỉ có nuôi chó nhỏ thôi, không có nuôi chó lớn. Nên đợt đó là tụi em quyết định đem về một con chó thiệt to. Tới cái chỗ mua chó thì tụi em thấy con chó đốm có một cái lưỡi lè qua một bên, cho nên là anh thấy mặt nó ngu quá, thế là anh quyết định chọn con đó. Đúng rồi đó, con chó đốm nó ngu đều á, con chó là ngu bẩm sinh luôn, cái bà chó đốm á. Rồi bây giờ là lo chăm con chó không? Dạ, mỗi ngày phải dẫn đi chơi 2 lần, buổi sáng dậy sớm phải dẫn đi chơi, buổi tối phải dẫn đi chơi. Cuối cùng là hai vợ chồng sống vì cái con chó đó suốt ngày, có thời gian rảnh là phải lo chăm cho con bà chó đó. Dạ. Adam với Vi là lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi lấy nhau về. Bây giờ anh hỏi trước nha, Adam có tính xấu không? Adam có cái tính rất xấu mà em nói hoài cũng không được, đó là lì. Rất là lì. Lì gì? Có nhiều lúc á là ảnh bị bệnh, hay là ảnh bị mệt, hay là ảnh làm việc quá nhiều, hay sau đó nói đi bác sĩ đi bệnh viện không bao giờ nghe, rất là coi nhẹ cái sức khỏe của mình. Hồi xưa là ba của em có một cây cao, mỗi lần bị bệnh sẽ hỏi là: con chết chưa? Dạ chưa. Không sao. Nên là áp dụng câu đó với em luôn, mỗi lần bị bệnh mà nằm rên rỉ là: em chết chưa? Chưa. Không sao, nằm tiếp đi. Còn tính xấu gì nữa không? Hay cằn nhằn vợ. Mỗi lần cằn nhằn là cằn nhằn tiếng Việt hay tiếng Anh? Dạ cằn nhằn 2 tiếng luôn. Cằn nhằn 2 tiếng. Cằn nhằn nửa câu đầu là tiếng Anh, nửa câu sau tiếng Việt. Adam thử cằn nhằn một câu thì ví dụ là phải đi lúc 1:30. Em thì là một người rất là thích đi đúng giờ. Thì 1:30 em sẽ nhìn đồng hồ là: Vi, em còn nửa tiếng nữa, mình phải ra khỏi nhà là 1:30. Xong là 1:28 gì đó là Vi bắt đầu 8 gì đó. Vi mới vô 8. Cho nên Vi đi rất là trễ. Cho nên em thì hối là: Vi, lên em, phải trễ bây giờ. Rồi sau đó là bỏ em luôn. Là không thấy đi ra là đi xuống tự lái xe đi luôn. Là em giận cũng vài lần vụ đó. Rồi bây giờ tới Adam á. Vi có tật xấu không Adam? Vi có một thái độ rất là khó chịu. Vi giống như là buổi sáng thì nắng, buổi chiều thì mưa. Thay đổi rất là một nhanh. Một ngày 4 mùa giống như đúng là phụ nữ mà. Có một số cái nó không có lý, nó vô lý. Thì ví dụ là em hỏi là: em, hôm nay mình đi là mấy giờ? Và cái đó là ngày đó là em không có tập trung hay sao mà em hỏi 3 lần. Vi quay qua hỏi là: anh hỏi em 3 lần rồi đó.
Anh không nghe hay sao? Còn em nói là anh lì thì anh cũng nói với em có một thói quen xấu là vì thích cậy cậy ngón tay, cậy ngón tay ở đây, cậy chân lên, vì có nghĩa là làm mỗi ngày cho 6 năm, còn nhà em nhắc mỗi ngày 2-3 lần cho 6 năm vẫn còn làm. À, tức mà là vẫn cậy, tức là Vi còn lì hơn em đó, đúng không? Vi nói anh lì và anh nói Vi còn lì hơn ảnh nữa. Còn gì nữa? Không bỏ. Có một lần sinh nhật của em là ngày 14, ngày 13 đang nói chuyện trên điện thoại, đang nói chuyện vui thôi, hỏi là em ngày mai mình làm gì ha, em không biết nữa, anh muốn làm gì? Hỏi là em biết ngày mai là ngày gì không? Từ lúc đó là phát hiện là buồn. Phải nhắc ra rồi. Đúng rồi, phải nhắc. Nhưng mà có một lần thôi, lúc trước đó là em nhớ. Xong rồi tới gần ngày đó em mới quên. Tại đáng tiếc mà. Rồi bây giờ nhân đây thì Adam muốn Vi thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn là Vi thay đổi là thái độ. Vi hơi nóng tính. Vi thường là sẽ trả lời trước khi suy nghĩ và sẽ trả lời một cách hơi không lấy, hơi vô lý một chút, và nó sẽ dẫn dắt đến hai đứa sẽ cãi lộn với nhau. Và lúc đó là cãi lộn sau thì Vi rất là dễ quên, còn em thì nhớ. Vi là giận liền, còn Adam là giận nguội. Rồi tới em đó Vi. Hiện tại là ảnh làm việc cũng nhiều, cho nên là em cũng mong là ảnh bớt làm việc lại. Nhiều lúc ở nhà thì chắc là nên tắt tin nhắn để mình có thời gian mình ở nhà nhiều hơn. Với lại là những cái lễ Tết hay gì đó thì cũng enjoy cái thời gian đó với gia đình. Thực ra là Adam là sinh ra và lớn lên ở một cái đất nước á, mà họ rất là nhanh, họ rất là khắt khe trong cái công việc, trong cuộc sống, và họ dùng cái thời gian của họ triệt để, chứ họ không có cái thời gian để mà gọi là chơi nhiều á. Ngược lại thì em lại ở trong một cái môi trường mà hầu hết ai cũng rất là chậm, mọi thứ đều chậm hết. Thì hai cái nền văn hóa có khác nhau, thì hai em lại sinh trưởng trong hai cái môi trường khác nhau từ nhỏ. Thành ra khi bây giờ các em ở chung lại một mái nhà đó, thì cái đó nó phải gọi là giống như phải chan hòa một chút. Em cũng cố gắng đu theo Adam, mà ngược lại Adam cũng xả ra, em cũng phải tự enjoy. Khi mà tụi em bắt đầu dung hòa được tất cả mọi thứ đó rồi, thì lúc đó khi mà có em bé thì sẽ trọn vẹn, sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Okay, cảm ơn tụi em nhiều lắm nha. Kiếm tiền điện ảnh không? Chị thì đương thấy bạn này có cái nét của anh Chí Trung á. Ông có thấy không? Anh Chí Trung mà táo giao thông đó em. Dạ, đó. Đó, em có thấy là mình giống anh không? Đó, dạ, em đẹp quá. Vậy thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Lê Phước Thành, em 30 tuổi. Em tên là Ngọc Hiền, hôm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng. Chị thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em quen nhau cũng bắt đầu là thế thì 9 năm rồi. Lúc đó là em chưa đang không có bạn gái. Em mới gặp một cô bạn học cao đẳng sư phạm mầm non, ở nhà giới thiệu cho một người thôi, với một cái tiêu chuẩn nhỏ cao trên nó xấu rồi. Cái bạn nó mới cho em số điện thoại của một bạn. Sau khi nói chuyện điện thoại một hồi, em mới biết là cái bạn kia cho lộn. Ý bạn kia là cho là Ngọc Hiền là vợ em, nhưng mà anh lại cho là người đó là Cát Huyền. Nhưng mà sao em biết là lộn? Cái bạn kia bạn tự nhận ra lộn. Cái em mới cũng trò chuyện một lúc nữa, em mới xin bạn kia số điện thoại của Ngọc Hiền. Thì lần đầu tiên mà anh gọi thì em không có nhà. Gọi điện thoại bàn đúng không? Dạ đúng rồi, có điện thoại bàn chưa có di động. Thì sau đó thì ảnh có gọi lại một lần nữa, thì là em bắt máy lên, thì ảnh mới nói là có một cô bạn của em ở trong lớp, thì cho ảnh số điện thoại làm quen. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp chồng em là khi mà lần đầu tiên mà em với ảnh hẹn gặp nhau á, là tại vì không biết mặt nên là ảnh dặn là thôi mặc áo đỏ giống nhau. Khi em đứng em nhìn thì em thấy có một anh rất là đẹp trai, và lúc đó anh để tóc bèo dài dài giống như mà tướng cao ráo đẹp trai giống như Giang Đông Quân, con gái lúc đó mới có 20 tuổi à, nên là rất là mê trai đẹp. Đó, anh chạy xe tới thì anh nói một cái câu mà đến bây giờ em vẫn còn rất là ấn tượng. Câu đó câu gì? Câu đó mặc áo đỏ tiếng đỏ yêu. coi như là xác định luôn vậy đó hả? Hai người ai cũng đẹp hết, mà thì xin hỏi ai là người tỏ tình đầu tiên? Em là người tỏ tình trước. Thì chắc chắn rồi, bên đây người ta đã mục đích đeo đuổi từ cái hôm mà gọi điện rồi. Sau khi đã gặp nhau rồi thì tụi em cũng gặp nhau thêm vài lần nữa, em mới gọi điện thoại qua em hỏi em
thấy anh được không? Thôi em trả lời sao? Dạ lúc đó anh không có, anh không hỏi là trả lời liền đi hay là anh bức ép gì đó, anh nói là cho em một tuần suy nghĩ đi, em suy nghĩ đi. Nhưng mà sau khi cái cuộc điện thoại mà hỏi là có đồng ý làm bạn gái không á thì anh trốn tiên luôn, anh không tìm em á. Ủa thì kỳ vậy, qua mới tỏ tình với người ta, hỏi ta có thích mình không, xong rồi cái im ru không nói gì hết. Em thì lại may á, chứ chị là sáng là chiều nói liền luôn đi. Tại vì em không biết là anh có giỡn không, thì chờ thử ngày coi anh có gọi lại em nói lại lần nữa không, này mình ừ liền mà không nói gì hết. Tới ngày thứ hai, tới ngày thứ ba em nói thôi mình không thì chắc là mất anh đẹp trai, chị hết nổi gọi lại cho anh đồng ý. Đôi chừng nào thì chiều thì em ngỏ lời cầu hôn, chắc là cầu hôn lãng mạn lắm đúng không? Dạ em đang hoàn cảnh đẩy đưa. Hoàn cảnh đẩy đưa đó sao? Lúc đó là em mới ra trường rồi đi làm, ba sắm cho chiếc xe hơi giá trị nên là tới nhà ảnh nghĩ là mình sẽ ra liền, cho nên để xe ngoài cửa. Thấy mẹ ảnh đang nằm coi tivi ngay phòng khách á, thì cũng nghĩ là chắc là bác sẽ ngó mình cái xe, mới nói chuyện là rủ anh đi chơi. Thì đang nói thì nghe cái dùng một cái, thì em mới quay ra em nhìn nó hổ cái xe nó mất tiêu rồi. Lúc đó thì em rất là sợ, không biết giờ em nói ba mẹ sao hết, mà mất còn mất ở nhà trai với đau. Thì lúc đó mẹ chồng em bây giờ thì thấy là em rất là run, tay chân bủn rủn hết rồi. Mẹ chồng em chở em về nhà, cái lần đó là lần đầu tiên phụ huynh gặp mặt hai bên, thì mẹ chồng em cũng có nói là thôi mẹ là mất xe thì thôi giờ mẹ đền con trai. Như vậy là quá lời rồi đúng không? Mất chiếc xe mà đền nguyên một người con trai của mình cho cô gái này, cái giá trị của bạn ngang ngửa chiếc xe đó. Rồi sau khi được đền cho một người con trai như vậy, hai bạn có thấy một cái gì đó người bạn đời mình chưa vừa lòng không? Dạ cũng có. Thì mới cưới thì cũng nghĩ là cuộc sống hôn nhân nó màu hồng lắm, nhưng mà sự thật thì nó không được vậy. Ủa sự thật là sao? Ảnh thì ảnh đàn ông mà con trai út nữa, rất là gia đình rất là cưng nên ảnh rất là quan tâm. Đặc biệt là cái lúc mà sau khi mà sinh em bé á, thì cái giai đoạn đó nó stress rất là nặng. Là tại vì mình sinh con xong rồi mệt mỏi, rồi chăm sóc em bé nó rất là khó. Tại vì 2 tiếng á, là em bé phải uống sữa bất kể ngày đêm, là nó cũng cứ như vậy. Đói thì là nó khóc, rồi đái rồi nó thay tả, phải thay tả lùm lum hết. Thì em rất là mệt mỏi. Thì em cũng có nói với ảnh, anh ơi anh nhớ phụ em mang con đêm, nhiều khi 2 tiếng thức một lần em mệt lắm em không nổi đâu. Rồi em có phụ không? Em nói cứ khi nào mà bé thích thì em cứ kêu anh. Mà có kêu không? Dạ có kêu nhiệt tình lắm, kêu đạp rồi khều đủ thứ hết, mà anh cứ ngáy hò tới sáng luôn. Sau những cái đêm mà kêu gọi chồng quá trời dậy mà không dậy á, thì em yêu cầu anh là hai đứa phải nói chuyện rõ ràng với nhau, phải chia nhau ra chăm sóc con, chứ không phải là một mình em ốm hết như vậy thì làm sao em chịu nổi. Thì em mới hỏi là bây giờ anh thật lòng anh muốn giúp em hay không, hay là anh không có muốn giúp thì anh nói một câu đi. Thì anh cũng nói là có. Nói vậy giờ anh nhắm anh làm được cái gì, anh nói đi. Thì anh nói là anh không biết làm gì hết trơn. Tại vì anh đó giờ anh chưa có con này nào hết, không biết là mới tâm sự rất là thật. Dạ thì em mới hỏi là bây giờ vậy thôi anh có biết cho con bú không, thì anh nói là anh không có biết cho con bú. Rồi em hỏi vậy anh có biết thay tả cho con không, thì anh nói không biết. Anh hỏi biết dán tả. Dán tả sẵn để dán, tại hồi đó em xài miếng, em bé xài miếng lót. Rồi em có bồng con phụ cho vợ không? Lúc đầu thì em sợ, anh không dám bồng, nó nhỏ xíu rồi. Tay em bự bên bên sợ nó ngọt lắm, sợ. Tâm lý chung của những ông chồng mà gọi là những ông bố lần đầu tiên được làm bố có con đầu lòng đó là như vậy đó. Anh thấy thì cái chuyện mà người đàn ông mà khi mà có con đầu lòng họ chưa có quen, chưa có biết gì đó, có thể sửa đổi được đúng không? Thế còn cái chuyện gì mà em bực bội chồng em? Dạ ảnh nói dai lắm, khi mà ảnh nổi giận ảnh nói rất là to, mà em thì em rất là sợ. Đâu, anh đâu thấy chồng em nói nhiều đâu. Nói dai hả? Nãy giờ chị ngồi là chị cảm giác người con người này ít nói lắm nè. Thế còn điều gì mà khiến bạn không cảm thấy là hài lòng với vợ mình á? Không hài lòng nữa là khi em đi chơi với hay càm ràm hoài. Càm ràm hoài hả? Hoài. Càm ràm nói làm sao? Điện thoại về chưa, về đi. Nói một mình chưa đủ rồi, đưa thêm đồng minh. Con phải không? nhưng mà em một tuần em đi chơi với bạn em mấy lần? Thì một lần thôi. Phải không? Dạ nhân hai. Là 4 lần. Cần vì vậy mà vợ càm ràm đúng không? Chị nghĩ rằng á, nếu thực sự mà em yêu cổ, em thương cổ, em phải hỗ trợ. Thứ nhất là giảm bớt cường độ âm thanh. Thứ hai là bớt vô tâm, quan tâm tới vợ nhiều hơn. Thứ ba là một tuần lễ thay vì đi chơi 4 ngày. Thôi bây giờ em cho giấy phép đi 2 ngày. 2 ngày, còn lại 5 ngày là dành tuyệt đối cho vợ con. Tại vì đây là một cái cặp đôi rất là đẹp, đẹp về ngoại hình, về nhân dáng. Nói chung là chị nghĩ rằng tụi em mà có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn nữa thì tụi em sẽ còn đẹp nữa. Có nghĩa là mỗi người thay đổi một chút xíu thì chắc chắn cuộc sống về gia đình sẽ hạnh phúc hơn và sẽ bền lâu hơn. Tôi xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo.
theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Hàng gì ta làm thẩm diện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp, da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em sao vậy? Em mời anh. Trước hết thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Út Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng là công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Phong thủy tâm linh. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đẹp. Thấy chưa? Trẻ quá. 74 á. 74. Là lớn em 5 tuổi á. Đó, mà trẻ ghê không? Thì hỏi như vậy với ánh mắt vậy là sao? Trời em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng trẻ vậy. Không, theo em thì là cái trẻ hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong. Đấy là điều... Đã. Này nội thất thì chị không biết, này là nội thất em chị thì chị không biết. Nhưng mà đáp nhiều khi em chị nó hay buồn, buồn bã những chuyện không đáng. Xong rồi... Bất hằng đó. Tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần nhỉ, chứ không phải nội thất là... Đó là cái tinh thần. Tinh thần tâm trí. Dạ. Tinh thần mình lúc nào cũng như là đối chiến gì đó. Dạ. Rồi. Nó đang già, tinh thần nó hiện giờ đang già. Dạ. Em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện. Dạ, để relax và dạ, để tân trang lại nhan sắc chúng tôi cho. Renew lại. Cảm ơn xin nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ. Thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thì gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị mới chia sẻ, chị cũng nói là nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. Đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai đứa. Dạ, em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ, anh ấy. Dạ, anh ấy. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Bạn này có đi công tức là em không? Đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cung bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo. Thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới bởi vì bà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà, tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, mà nói thẳng thì em cũng không hiểu lý do gì mà tự nhiên bà một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị với tự đi thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này. Đấy vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này. Thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em cũng không, tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình với hai bà và chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không, em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thế thì với cô này thì em mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà, tôi sự lựa chọn của tôi và hai của tôi không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi đến bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tỉnh toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn nhiều mồ hôi, em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương trước, em bảo ok, thấy cô bé này cũng trắng trẻo sáng sủa, xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi
lao láo, tiểu kiểu như xính lao. Em thực sự là trong miền Nam là chảnh đấy. Vâng, chảnh. Hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con này, em thích. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay hay. Em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thì bà chị em bảo thôi, mấy chị em bây giờ cũng đói rồi nên hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng chị cứ đẩy ra. Đẩy thuyền ạ. Có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là bạn, em thấy bạn hơi ít kêu. Mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai. Thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị? Và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ, tuổi hổ thì mình 92, chắc là 86. Thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từ người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân, lại sống ở Sài Gòn nữa, là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, trông quý phái. Thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi, thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em, em 86 là hổ nhỏ em ạ, em chị là 74. Nói cái thật, tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi, 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già xấu, là một bác giai. Vâng đấy, vâng đấy. Lại gặp cái một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh là ngay hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ở cái hôm mà anh đi đón mình á. À đúng, là hôm sau đấy, hôm sau gặp. Vâng, mới nhìn thấy. Là hôm trước là trên máy bay ạ, hôm sau mới gặp. Thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là hơi teen boy, thế này cũng kiểu gu mình cũng thích. Nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già, mình trẻ mà mình có quyền. Bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin, là không có đi cúng, mà tại sao lúc đó, tại sao lại là trời xui đất khiến gì mà sao? Và phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn, đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Là thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi, nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, anh biết nhà rồi. Là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. À, chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Cảm ơn rồi. Dạ vâng, sao đúng rồi ông thôi. Cảm ơn rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? À dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Và anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Thực ra cái thời điểm đó thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em mới tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như là già đầu mà, nên mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu anh rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà, tức là bao nhiêu mà hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả. Anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả là khi em đến là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ, thì tự nhiên là người khác lại sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiêu đấy với bạn này, em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, anh bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc đấy đưa nhau về, thì em với ôm, em giả vờ em gì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ. Sau một tuần thì em ấy cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em ấy chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn. Em bảo là hay chúng mình vào đi ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo thôi hay về nhà anh.
Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa. Tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy em đưa bạn về nhà thì đó, chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Là sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu? Tại vì chị mới tiếp xúc với mình, không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được, dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn của cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong từ một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ cả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi, gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ạ, cầu liền. Đó thì là coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Thế thì xong rồi, xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên là khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy lên. Hôm đấy thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Vâng, tiếp nào. Dạ vâng. Như là cái phần súng ống thôi. Dạ. Không. Thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nếu mà so với lứa tuổi thế thì nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi sau bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chẳng là bạn lắm đấy, nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn tư vấn tư. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, dạ có. Và bao lâu thì mới cưới? À, được 7 tháng ạ thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này, tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Thế đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm. Thế xong rồi tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn, em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, vậy là còn tất cả trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh, nhưng mà cứ tìm lục lọi tổ tiết rồi xem kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không. Để thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này, là bóc phốt không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là sốt rét luôn. Mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra, tức là hành động. Thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Đấy, cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Với nó chỉ sốt cái trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lấy siêu vi. Hôm sau phải đi, hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ đó mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo được rồi, thời cơ đến rồi. Tức là nằm một chỗ như này mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Là bạn chỉ có trên bảo là thôi. Chắc chắn chơi thuốc. Chơi thuốc. Ôi tội nghiệp, qua ngày hôm sau, qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, là chị muốn hỏi em nè, cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, thực ra thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ, thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện này em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi,
tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình ở trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi ấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình, là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn vì bé quá, nên tự học. Tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, như là tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thì đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ, chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Dạ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế, cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em cũng chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn thì nào họ sẽ giãn ra. Thì đó là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ. Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn lý do đừng nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. Dạ không, cũng có nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á, thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi, mê quá nên là sang dọn ở chung luôn, mặc dù em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, là đang quen không biết ai ạ. Và cứ số lạ lâu, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần, em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ đi, em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên không? Chắc chắn là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó, khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm ấy, yêu mà không quên được. Cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn công khai cách là... Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? Tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng, thì là công khai trên Facebook, áp ảnh lên thì chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám hé lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người yêu. Đấy, tức là có trong đó. Nhưng mà tới bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, nó không biết cô đó, không biết là nặng danh đó là danh là ai, vâng. Cứ phím đến là nói mé mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nói chung là chắc là anh không được phá cho hôi, nhưng mà phá ông nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt nhà đốt được. Ông buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, không nhà lá thì không đốt ông được. Dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay. Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu, mà mấy tháng đầu thì vui lắm, tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới, nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, cho nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mái ấm gia đình, gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó. Thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn. Em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp. Đó, em là mẫu người là thích công việc,
làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu. Em ấy lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em về tính anh ấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề tức là khó tính, hay là anh hiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục. Em nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái thứ nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là suýt chia tay, suýt chia tay, suýt chia tay chị Trân luôn. Cũng, dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em ngược ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi, mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ. Dạ vâng, nhiều biện pháp, tức là để, thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một gần năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tới bây giờ là lên cả một cái album. Lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó, đúng không? Vâng, đến tháng 3. Dạ. Thế xong đấy thì là mình chắc là phát hiện. Thực ra rất bướng, vẫn không nghe đâu. Dạ. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em muốn sẽ hướng dẫn. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé. Dạ, nhưng mà chưa. Nhưng mà chính ra bạn này lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cô xui là bây giờ phải bỏ thử, tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu dọc bỏ đòi bỏ. Thế em về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn xem cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em nghĩ tới đây, em nghĩ vào rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện và mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay. Đủ chiêu trò cả. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao? Rồi nhận được chữ ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là thấy hồn cái gì nữa. Thấy là mình hơi quá rồi, tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng vẫn hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại đã thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh rồi. Thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải. Dạ vâng, phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Tắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì hồi lại? Dạ, thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. Hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 2 năm. 6 năm ạ. 6 năm. Dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng. 7 tháng. Dạ, 7 tháng, 6 năm. Cưới được 6 năm, 7 tháng. Về ở với nhau rồi thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cái như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Cái này cho ông xã em nói trước. Đó, ai cũng có phần hết đã. Em nói trước thì em nói trước. À, mẹ nói đi. Dạ vâng, tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là hút thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu, trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, tức là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi, sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ, cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại, cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn là vâng nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ được, từ lúc có bầu đến lúc bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại hút lại và lại nhiều hơn. Đã nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết. Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc. Rồi còn tật xấu gì nữa?
À, một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi anh cứ hay hớn hơi quá. À hớn là hớn. À tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. À, nhưng mà anh thích nghe nhạc mạnh. Boy ạ, chỉ ba mấy thôi ạ. Em thích đi chơi nhạc nhau, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe em dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn nữa. Anh hay kiểu như ông trêu mình quá mức, cứ trêu để mình phải bực mình lên rồi trêu con khóc lên thì thôi. À, đấy là tính kiểu như thế. À, hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là kiểu như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơi. Tức là tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, dạ. Ủa, là ngày rằm 30. Đang mùng 1 ngày rằm là ngày mưa bão sấm chớp là. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát của các cụ. Trước đám giỗ các cụ là không đấy. Có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn, ví dụ như kiểu là mình ví dụ như mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là. Xong rồi. Chứ không cho ngủ không luôn. Không cho ngủ luôn ạ. À. Mệt, không cho ngủ. Ông ấy bây giờ ông phải lấy tinh hoa của trời đất ngủ đắp vào đấy. Mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là lúc nào đó kiểu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông vào những cái ngày đó, ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên, để làm sao giữ được cái thể trạng của thì mình đấy, nó bị hao tổn chân khí đấy. Cho nên là mình bán đi thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí. Nhà võ đấy cũng thế đấy. Thế nhưng mà em còn bị lừa thế. Nhưng mà lâu lâu bị lừa giống như siêu vi xe, ô quên cái gì? Sốt siêu vi. Tức là này em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là những cái chuyện mà mình tránh được. Thế nhưng mà bạn thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn sẽ trò. Rồi trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tại đó em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Là do tính người ta chứ lại nó cũng liên quan đến công việc. Liên quan công việc người ta rồi, là như vậy là hút thuốc nè. Hớn. Dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Rồi, bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì là bỏ luôn đi Sơn ơi. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt. Đẹp. Mình bớt từ con ngoan. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi, đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Em văn minh lắm, em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Nói thế. Thế thì bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Có nhiều không anh Sơn đấy? Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm. Lười tập thể dục. Lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái, là em phải nhắc. Tức là phải xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành. Đó, lười vận hành. Chỉ có mỗi cái chuyện kia là không lười thôi. Mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Đấy, phải tự nhiên phải làm mẹ. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở trường chuyện kia. Ví dụ kiểu là em thích là kiểu dạng như là
trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm phải tập thể dục đi chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không có làm gì hết. Như cái chuyện mà trước em có nói rằng là anh không tiếc cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thì thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống thì mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, cho nên mình phải tự giác cho bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ đó. Thế là đấy, còn có gì tính nữa đấy nào? Là sếp và tính xấu nhá, lười đấy, lười có gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen không? Có ghen với em không? Dạ. Bây giờ còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy, thấy chưa, chị không nhắc là em quên rồi đấy. Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Đấy. Là cho nên đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền gọi, nhưng mà gọi dối lên. Cho nên thỉnh thoảng em có đi, nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này, bởi vì là em muốn thanh minh một chút xíu, tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì, tại vì sống với nhau từng đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này, bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà, thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về vấn đề. Thì tức là bắt phải mang điện thoại đi chứ. Nói chung là một lý do để trói được. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Tôi thử biết đâu chứ trời ơi. Rồi, như vậy là có hai tập là bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười nè, cái là ghen nè. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc cho đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp là công việc ở nhà cách là hợp lý, dạ, đúng không? Ông sẽ làm hết cho em chứ không phải làm gì thì ông chiều. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy, bởi vì á người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy, thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy, thành ra là sau này á những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết, từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc, rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái, của chồng mình đều như thế. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy, có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ngay chứ, đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá, mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.